Rồi ok, hello anh em nha. Bây giờ là chiều ngày thứ bảy em lên sóng một chiếc Custom 50. Xe là Dash 92 nha anh em. Xe là màu xanh 116 nha. Xe là sơn si rin hết. Toàn bộ là rin hết nha anh em. Không có lai tạp món nào hết. Lai cùm. Bàn thờ đẹp. Chìa khóa là chìa rin nha anh em. Chìa đúng phôi luôn. Đúng cái đờ hấp là cái phôi nhỏ nha anh em. Đây có mã số luôn. Đồng hồ cũng đẹp, cầm đúng đời nha anh em. 92 là nó có tắt đèn, qua 93 là nó bỏ tắt đèn luôn. Xe này em bán nguyên chiếc là giá là 33 triệu 500 nha anh em, không bẩn nha, không bẩn, xe chỉ có vậy thôi. Kính kính là đúng kính zin luôn nha anh em, kính zin đàng hoàng. Pha đèn là đờ hấp có bóng sương mù luôn nha. Rồi xe này là đồ liền lạc hết nha anh em, ở dưới chưa xét luôn. Dàn si xe này là khá đẹp nha anh em nhìn nè, 7 màu hết. Câm cũng còn 7 màu luôn. Cái này anh em về chỉ cần mình ủ dầu hôi là nó ra từ từ. Chứ anh em đừng có chà mà mình lấy mình tác động mạnh quá nó mất cái lớp si luôn là sau này nó xấu lắm. Mình cứ mình xịt dầu hôi lên mình ủ rồi tự động cho nó ra heo tự nhiên á thì nó sẽ bền hơn. Và anh em mà cố tình mình có cái lấy ta lấy cái bàn chải cái cước của khi mình chà là sau này nó sẽ rất là xấu. À, cốt bá là đẹp hết nha anh em. 7 màu 33 triệu 500 nha anh em. Đây liền là 92 nha anh em. Union Dash 92. Này cái này ruột hai lớp luôn. Máy móc là thôi khỏi bàn luôn nha anh em. Cái dòng máy 92 là máy im nhất luôn nha anh em. Đây máy móc là anh em nhìn nè. Máy là đầu nồi chưa mở nha. Bao rin 100%. Lốc là không bắn luôn, chỉ có duy nhất cái này bị xịt sơn lên nha anh em. Còn chống đứng là còn sơn rin luôn. Cái này đời 92 là cốp tem chìm. Đó, qua cái này là chữ Honda màu đen, Honda màu đen luôn. Đó, qua 93 là cái chữ này nó sẽ thành màu trắng nha anh em. Nói chung xe này là liền lạc hết. Không có được xúc xắc nhưng mà đồ là không có bị lai tầm bậy tầm bạ gì hết, đồ rin nguyên con. Còn những cái xe mà hai mươi mấy triệu là những cái xe lắp ráp là anh em mua về là thường thường là một chiếc xe nát nó lắp ráp cho đủ đồ để nó bán thôi. Là những chiếc xe đó là thường thường là ông râu ông này cắm càm bà kia nó lung tung ở trong đó. Không có được nguyên nguyên bản. Còn này là anh em thấy không, niền hợp sên cốt bát là đẹp hết. Máy móc là khỏi bàn anh em, có luôn cái ba ga. Cái này là yên là đế mút rin nha anh em, đế sắt đúng 92 nha, đế sắt da lợp lại nha, thùng xăng lớn là sơn rin, cỡ này là quá đẹp nha anh em. Đó, cái thùng xăng lớn là cái dễ xấu nhất mà nó còn cỡ này là quá đẹp. Nắp xăng cũng đẹp. Cái này anh em về kiếm cái yên da rin chanh vô nữa thôi là hết bài, nguyên bản chỉ có duy nhất thôi. Lốc là không bắn luôn nha. Đây lốc cụ đề này. Đạp thắng máy móc xe, cái máy xe này là cực kỳ im luôn nha anh em. Cây bô xanh cây 2183. Đó, anh em nhìn lò xo bên trong này còn 7 màu hết. Cột cũng đẹp nha. Cầm sao cũng còn 7 màu luôn nha anh em. Đây. Nói chung là rin nguyên bản hết, không có bị lai món nào hết. Bao anh em là không bị lai món nào hết. Đây cái này là dễ xét nhưng mà cái này cũng còn chưa xét nữa luôn nè. Đa số này nó xét banh hết. Xi nhan cũng còn khá đẹp. Em nổ máy cho anh em nghe nha, máy là hôi hì hầm luôn. Điện đèn còi đầy đủ nha. Đây, máy đang nổ nha anh em. Đây máy nổ như là không nghe tiếng động luôn, y như nó chỉ có nhịp 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 thôi. Đây để em nẹt bô lên cho anh em nghe nè. Đó, anh em mà mua nguyên chiếc này về cho con đi học là biết chừng nào nó mới hư.
không có gì để bàn luôn. Ốc là còn 7 màu hết đây. Nó đờ hấp, nó xi màu xanh nha anh em, xi xanh xanh rất là đẹp này, thấy không? 33 triệu 500 nha, không có bẩn chỉ có vậy thôi. Xe là zin 100%, không bị lai tạp món nào hết. Anh em đừng so sánh với mấy xe hai mấy nha. Tiền nào của đó thôi. Xe là bị yếu gì nhất là cái yên và da lập lại thôi, còn lại là liền lạc hết, câm niền heo xe 7 màu hết. Nó vàng màu là quá đẹp luôn, về là không có gãy, không có trầy trụi gì hết luôn. Đây quay gần cho anh em coi luôn, về nè, về sao cỡ này là quá đẹp luôn, không có bị gãy gì luôn nha anh em. Sườn cũng đẹp, gấp sau cũng đẹp luôn. Nói chung xe là giá này là không có bị rớt đồ gì hết nha anh em. Mình mua mấy xe mà rẻ rẻ về thì đồ nó tùm lum tè lè hết, cũng vậy à. Đuôi sau cũng đẹp luôn, anh em nhìn trắng bùng nè, ốc còn còn màu luôn. Ba ga này là anh em chở đồ thì thôi đừng nói tới luôn nha. Đuôi sau, sườn, cốp, nói chung là đẹp hết. Hộp sên thì chỉ chỗ này hơi yếu thôi, mà tại vì xe này là nguyên bản không có dọn lại nên bắt buộc phải vậy thôi. 92 này là ba mấy năm rồi, 31 năm rồi. Câm là còn màu luôn. Đó, anh em nào có nhu cầu cứ alo cho em nha, 0938 30 7657 nha. Em đọc lại nha, 0938 30 7657. Xe quá quá liền lạc luôn, không được xuất sắc nhưng mà quá liền lạc rồi. Em chào anh em nha.